Đi nào đây? Để con ăn. Đúng rồi. Có bạn nào ăn chưa? Hay là thôi. Con meo meo đói rồi. Hello. Hello rồi nha. Hello. Dạ đâu rồi? Xem nào. Từ 47 bạn vào. Đây Minh Tiến à. Hello. Hello Mary. Hello. Hiền à, Hiền à, Hiền có cái gì đấy? Hiền có cái head tail hay quá à. Hay, cả lớp ơi cô Bảo, cả lớp ơi cô Bảo. Hay là từ sau đi xong thì mình mình thay background đẹp xong rồi máy đi xem là ai background đó này. Hello yeah. Các bạn comment này rồi đáng yêu quá. Nhá, từ hôm nay nhá, bắt đầu từ hôm nay nhá là mình đã thi xong Super Kids và sau một ngày sẽ có bài tập nhá, mình sẽ quay lại chương trình cũ và gửi bài cho cô để chấm điểm nhá. Hello, hello, teacher. Hello, bạn nào đây? Tô Minh Anh hả? Yeah. Đây đang lướt một lượt đây nào, xem nào, Trúc Linh và Trúc Lâm đâu? Rồi, các bạn nhá, bạn nào ổn định rồi thì các bạn tắt mic nha. Ôi, cô đây, thế nào mình nhắn tin đi. Ở đây. Thank you guys. Thank you so much. Ôi, con nghe nè. Ôi, còn 3 ngày nữa là sinh nhật con rồi. 3 ngày nữa sinh nhật á. Rồi, thảo nào. Con đã được nghĩ ra để qua 3 ngày nữa hơi lại. Thế thì chúc mừng sinh nhật con nhá. Bài tí nhanh hôm bữa học này. Camera đi cô. Cô vẫn đang mở camera mà. Cô đang mở camera. Đi để hình thì đây khuôn mặt quần chúng đây chưa? Tại vì là cô đang điểm danh xem lớp mình đâu để xem các bạn ổn định chỗ ngồi chưa. Thì cô tạm thời cô tắt cam đi. Ôi thank you anh Khoa nhá. Bạn Ngọc Ngọc quá. Anh Thịnh hello đấy, bây giờ là cô thương con thì bây giờ các con thương cô đúng không? Trời đáng yêu thế thật rồi. Nha, mình chỉ còn 5 phút thôi. We just have the 5 minutes left to prepare for it. And then we will go on the lesson today. Thank you, Khánh Bình. Không, các bạn đẹp chứ cô không có đẹp. Các bạn xinh, các bạn đẹp trai. Đẹp bây giờ mà bảo cô đẹp thì các bạn... Đâu có điểm danh các bạn mà. Con đang xem một lượt thì để con lướt một lượt nha. Trúc Linh và Trúc Lâm này. Ơ Trúc Linh đâu? Nhìn thấy mỗi Trúc Xanh lên rồi. Trúc Lâm áo sáng. Nhớ rằng là 3 ngày nữa là sinh nhật cô. Khi nào ba ngày nữa tới rồi thì con nhớ chúc mừng sinh nhật anh nha. À Vũ Gia Linh à. Thế thì hôm nay tôi sẽ chúc mừng Gia Linh trước nha. Đâu nhở, cô pin cái màn hình cô lên xem nào. Thế thì để nhá, để mà mình tiện sách thì đâu pin Gia Linh đâu. Gia Linh nói là đây rồi. Dạ. Đâu rồi? Con này thế thôi. Ok, không. Tại vì là có học sinh mà chuẩn bị sinh nhật đúng không nhỉ? Thì cả lớp chúc mừng sinh nhật của bạn là Vũ Gia Linh nha. Vũ Gia Linh chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là Vũ Gia Linh thêm 1 tuổi mới rồi. Và càng ngày càng xinh đẹp một tuổi. Xinh hơn cả cô luôn. Được không nhỉ? Ôi, có cái tail xinh á. Thế rồi mai cô phải mua một cái xong thì hôm sau đi học cùng các bạn cho giống. Ok. Yeah. Bạn nào đâu? Bạn Trần Ngọc gì đây? Sao lại giận cô? Trời ơi, ai cũng giận cô đấy. Có bạn nào giận cô nó không nhắn tin để cô xoa dịu nào? Yeah. Mình chỉ còn có 3 phút nữa thôi nha. We just have the 3 minutes left to prepare for the seat. Quickly. Có bạn nào quên nước không? Có bạn nào quên nước không? Không được quên nước đâu. Quên nước. Chúc mừng sinh nhật Vũ Gia Linh nha. Bạn Vũ Gia Linh à, bạn Vũ Gia Linh sắp sinh nhật ạ. Dạ, bây giờ cô sẽ cố kiểm tra lớp một chút nha Gia Linh nha. Bạn nào đang ngồi? Đâu waste your water, đâu cốc nước của các bạn. Cốc nước lại hả? Cô làm đổ rồi nha. Ok. Anh chị Khoa yêu rồi. Anh Khoa ơi. Khoa lớp 3 rồi. Thiên Kim à? À Thiên Kim này. Thiên Kim hôm trước. Thiên Kim là học sinh của cô nào nhỉ? Mà có cô sale là cô Hoa ấy. Đấy, thế bảo Kim Thiên Kim học tốt lắm. Cô wow. Ok. Bạn nào yêu cô nhặt nốt nào. Cô nào ngồi nhá, ngồi tập trung cẩn thận nha. Bây giờ cô chuẩn bị 2 phút nữa cô tắt mic này. Hello, hello cô Minh Khang. Đâu nước xem một đoạn nào. Chứ không phải là Ngọc Hân lớp 2. Ngọc Hân lớp 2 mới học à? Học quên lớp 2 mới có nốt còn 4. Ôi, Oppo A9 2020 là ai đấy? Nào, thế hôm nay học sớm tí nhá, thương cô nhất luôn. Bạn Khánh Bình là ai? Okay. Thế bây giờ mà cô có cơ hay các bạn ngồi ngay đây cô phát này cho các bạn hết tình cờ dán vào mặt. Nhi, hello Nhi, yêu cô yêu vắng rồi. Nào bây giờ các xem màn hình nha, bây giờ tắt mic nha, mình bắt đầu học nha. Nào báo như ready to talk. Đều có những đồ toàn. Bây giờ nào. Okay, okay. So, are you ready for the class? Today we will go on the lessons unit 4 about my favorite clothes. Mình sẽ tiếp tục bài 4 nhá, bài 4 về trang phục ưa thích của mình, được chưa? So, let's start it with the lesson today. See, can you see the screen now of the class? Can you? Các con có nhìn thấy màn hình không? Các con có nhìn thấy màn hình không nhỉ? Nhìn thấy màn hình nhỉ? Say yes if you see. Yeah, ok, tốt. Tốt, nếu mà bị đen thì phải bảo cô để cô xem nhá. Ok, yes. Nét chưa, nét chưa. Nét chưa. Ok. Yes, teacher, so. Thế bây giờ nhá là không được spam nha. Cô hỏi làm bài tập thì mình trả lời nhá, không được nhắn linh tinh nha. Nhắn linh tinh là các bạn không học được là cô tắt chat đấy. Cô tắt chat là cô là lúc đấy là cô cũng giận đấy. À, bạn nào đây? Bạn nào viết lên bảng? Bạn nào viết lên bảng này? Không được đâu. Nhá. Thì rồi, Ngô Ngọc Anh đây rồi, ngồi rất nghiêm. Rồi, xem nào. Mình đâu? Bây giờ cô còn không thấy cô đâu cơ. Yeah, okay. There is in the last lessons we studied about my favorite clothes, and so let me see. We have learned 10 objects and one more object here, belt, right? We have boots, dress, gloves, hat, jacket, pants, blouse, shoes, skirt, t-shirt, and belt. Okay, we have a total 11 stuff here. Okay, 11 stuff. And we have play a video games, right? Mình đã chơi trò chơi và để có thể mà các bạn chơi được cả 2 phần thì hôm nay cô sẽ dạy nốt các phần còn lại để các bạn có thể Chơi được cả hai phần trong trò chơi điện tử của cô hôm trước. Mình chơi tiếp nhá. Đầu trang gì ta? Con cất sách đã cô ạ. Rồi, nét rồi. So, các từ này các bạn đều học rồi đúng không nhỉ? Choose boost. Ok. We go on. Listen, say, then write. Ok. Hôm nay nhá, hôm nay mình sẽ học một bài hơi dễ hơn so với những bài hôm trước. The wearing, okay. Wearing. The first word today I want to show you, all the class. The first word I want to show you today is wearing, okay. W-E-A-R-I-N-G. Wearing. Wearing. Mặc đúng không? Wearing, đang mặc. Đang nha, có nghĩa là con đang diễn tả cái việc đang diễn ra. Đang diễn ra nha. Wearing, đang mặc. She's wearing, từ she. She's. Ok, đây là viết tắt. Viết đầy đủ. Viết đầy đủ đó là she is. Ok, đây là viết đầy đủ nha. Viết đầy đủ là she is. Còn nếu mà viết tắt thì mình chỉ cần she is. Vậy thôi, đây là viết tắt. Ok. She is wearing a. He is wearing. She's wearing a and he's wearing. So, look at the picture here. Look at the picture now. Okay, and comment for me. What is she wearing? Cô ấy đang mặc gì nhỉ? Look at the picture and show me. What is she wearing? Can you guess? Áo, ok. Ok, we know that. Mình biết là bạn ấy đang mặc áo, nhưng mà áo nào nhỉ? Ví dụ như cô cũng đang mặc áo đây, nhưng mà cô có giống áo của bạn đâu, đúng không? Đúng không? Yeah. Áo, in English, yes. Hôm trước vừa học rồi, hôm trước mình vừa học nhỉ, mình vừa học xong ý. Bạn... Red, t-shirt, yes, okay. She, đây là, this is a t-shirt, yeah, a t-shirt, bạn nói đúng rồi, a t-shirt. What color of this t-shirt? What color of this t-shirt? Can you show me? What color? She wearing a boots? No, no, not a boots, not a boots. T what? What T? T-shirt. Nào, bạn nói đúng rồi, có một bạn nói đúng nhá. She wearing t-shirt. Nhưng mà what color of this t-shirt here? What color is this? What color is this? Can you show me? Yes, red. Nào, mình đã học rồi cách diễn tả một vật. À, diễn tả tính chất một vật đúng không? Mình muốn tả mà mình muốn tả chi tiết chính xác đó là cái gì? Thì mình đây, cái áo màu đỏ rồi, cái áo màu đỏ rồi, chính xác, cái áo màu đỏ. Thế bây giờ this is red, just this is red. Thế bây giờ các con bảo là mặc màu đỏ, ủa cái gì màu đỏ? Đấy, nó lại là vấn đề đúng không? Thế bây giờ bảo là mặc cái áo thì lại không biết màu, mà chỉ bảo là mặc màu đỏ thì lại không biết là đang mặc cái gì. Em mặc cái gì nào, nói đầy đủ nào. Nói đầy đủ. Red t-shirt, thank you Thanh Bình. Yes, red t-shirt, Thanh Bình nói rất đúng. Red t-shirt, of course. Yeah, she is wearing a red t-shirt. Vừa học rồi, học rất nhiều nha. Red t-shirt. She's wearing a red t-shirt. Okay, look at the picture here. Mình tả mà đúng không? Mình tả cái vật mà cô ấy đang mặc thôi. Thì hôm trước mình học rất nhiều từ vựng về quần áo này, giày dép này đúng không? Cả lưng mình cũng học rồi. Và bây giờ mình chỉ nhìn bức tranh đúng không? Bây giờ có cái t-shirt và mình đoán màu như nào. Ok? Now move to the second. Move to the second. Mình đoán nha, Bây giờ làm mẫu, bây giờ cô sẽ cho các con nghe. Nghe và đoán xem các bạn mặc gì nha. Ok, now listen. Page 43. Activity 3. Listen and say. Có nghe rõ không? Can you hear me clearly? Okay, can you hear me clearly? Yes, okay, thank you. If you can hear me clearly, so we will keep listening to the radio and guess what she or he wearing. Okay? Right. One. She's wearing a red shirt. Yes, she's wearing a red shirt. Okay, red shirt. It's okay. Two. He's wearing brown pants. Okay, what is he wearing? Can you hear? Okay, look at the second picture here. And where's that? What is he wearing? No. Nào, đến bước 2 rồi nha. Picture 2, okay. He is wearing. He is wearing. Yeah, thank you, Nguyễn An Phú. He is wearing brown pants. Okay, great job, boy. Càng ngày càng tiến bộ. Yeah. Brown pants. Bạn An Phú mà được bồi dưỡng nhiều hơn nữa thì còn học giỏi nữa cơ. An Phú mà. Cô bây giờ cũng không nhận ra An Phú nữa. Yes, okay. In the radio, we listened, we heard that he's wearing brown pants. Okay. Next. Look at the picture. Look at the picture 3. Look at the picture 3. Okay. Where's that? What is she wearing? Okay. Nào mình sẽ nghe đài để đoán xem là bạn ấy nghe đang mặc gì nhá. 3. She's wearing a yellow jacket. Okay, look at the picture. What is she wearing? What is she wearing? Các bạn không nghe được cô tua lại nhá. 3. She's wearing a yellow jacket. Okay. What is she wearing? A yellow jacket? Are you sure? Yellow jacket? Are you sure? Cả lớp cô chắc chắn luôn, các bạn comment lên cho cô biết nào. Xem có các bạn có đồng quan điểm với các bạn bạn Phú hay là bạn An Curious, bạn Đinh Hoàng Bảo à? Okay, yellow t-shirt or yellow jacket? Yellow t-shirt or yellow jacket? Comment cho tôi nào. Jacket, okay, good. Cô sẽ ghi ở đây jacket. Wow, trời ơi. Quá tuyệt vời. Yellow jacket. She's wearing a yellow jacket. Okay, next. We move to the picture 4. Okay, and look at the picture. We guess that. What is he wearing? What is he wearing? Anh ấy đang mặc gì nhỉ? What is he wearing? Can you guess? So, if you can't guess, we will listen to radio now. So, focus on the radio, okay? 4. He's wearing black shoes. Okay. Can you hear this? Can you hear this? Black pants. À, có bạn bảo là black shoes, có bạn bảo là black pants. Okay. Black shoes. Nào, black shoes. Bây giờ bảo là black thì cô thấy là cái quần cũng đen mà, giày cũng đen mà, cái nào black bây giờ? Comment cho cô biết nào. Black shoes. Are you sure? Có chắc chắn không? Có hai ý kiến trái chiều ở đây. We have two different opinions here. That somebody said to me, he's wearing black pants. But somebody said to me that he's wearing black shoes. So which one is correct? Which one is correct? Comment. Xem nào. Oh, cãi nhau trời. Nào cả lớp nào, bày tỏ ý kiến quan điểm nào, tự tin lên nào. À, số đông là black shoes. Thế cô cho nghe lại một lần nữa xem có phải là black shoes không nhá. Giữ vững quan điểm của mình nhá. Four. Four. He's wearing black shoes. Oh, yes, correct. Rất là đúng rồi. He's wearing black shoes. Ồ, lớp mình nghe giỏi nhỉ? Tuyệt vời. Okay. Okay, look at this. Nào, thế bây giờ cũng viết thêm một chút ở đây để cho các bạn rõ hơn nhá. Đây, nhấn mạnh là đầu tiên là hôm nay cô nói đến từ wearing, đúng không? Is wearing. Nào, mình có cái cụm là... Mình có cái cụm này. Wearing. To be. Be. Be này đúng không? Động từ to be đúng không? Thì gồm có các từ là am, is hoặc là a, đúng chứ? Tùy theo chủ ngữ đúng không? Và có wearing là đang mặc. Ok, đang mặc. Wearing. She's wearing a red t-shirt. He's wearing brown pants. She's wearing a yellow jacket. He's wearing black shoes. So, look at this. Đoán cho cô biết tại sao. Okay, can you show me the reason why in the sentence 1 and sentence 3 we have the word a. But at the sentence 2 and sentence 4 we don't have any a. Nào, đó cho cô biết tại sao khi mà ở câu 1 và câu 3 thì lại có từ ơ mà ở câu 2 với câu 4 lại không có từ ơ nhỉ? Can you guess? Can you? Ơ là số ít, trời. Trời ơi, ai vậy? Thanh Bình à? Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi, là 1 đúng không? 1. Thì cái red t-shirt này là 1 đúng không? Rồi, còn pants 2 ống đây. Thì pants được quy định đây là số nhiều bởi vì nó có 2 ống nên nó chỉ 2 ống này này. Thì gọi là pants, ok. Right. Jacket là áo, rồi còn shoes là đeo ở hai bên chân. Right? So we use the word shoes, số nhiều. Ok, trời, tưởng khó mà lại dễ thế à? Not a fan. Ok, dễ thế á? Oh my god. Thế thì mình sẽ phải tăng cấp độ khó hơn một chút nhá. Cô sẽ xóa bảng bớt nhá. Dạ, dễ rồi. Ok, move. Red t-shirt, brown pants, yellow jacket and black shoes. And today, we have the structure. We have a structure to ask and answer about wearing. So, look at the girl now. Look at this girl. She is asking. Cô ấy đang hỏi. What was she wearing? Bạn nữ tóc vàng đang hỏi cô ấy đang mặc gì? What she wearing? And the boy answers. Và bạn nam trả lời. She's wearing a red shirt. Right? Now, look at this. Look at this. I will show you what she's wearing. Okay, we have she is wearing. Và từ what này là cái gì đúng không? Thì mình sẽ phải diễn tả nó ở đây. A red shirt. Right? Nào một bạn nào sẽ học cùng cô nào. Một bạn nào, các bạn dùng icon giơ tay nhá. Ok. Okay, can you raise up your hand to let me know that you can practice with me? So, không, bây giờ đấy, cứ mở chat lại bảo là con dỗi nhưng mà cứ mở chat lên là lại nhắn linh tinh các bạn không học được. Đâu, who? Let me see. So we have so many students here who is raising the hand, and I see that we have some new students. I see a new guy here. Look at this. Đỗ Bảo An, okay, Đỗ Bảo An, right? Đỗ Bảo An này rồi. Bạn nào đây? Bạn nào hôm nay mới nhỉ? Dương Minh Đức. Sao cứ nhảy nhỉ? Để đợi cô một tí, cô bấm nào. Cô bấm xem nào, cô bấm bạn giơ tay nào. Ngọc Hân đâu nhỉ? Vừa thấy đây rồi. Ok, Ngọc Hân. Ok, can you turn on the mic and talk to me? Yeah, hello. Hello, teacher. Hello, Ngọc Hân. Do you feel happy today? Yes or no? Yes. Yes, okay. So we just focus on the class now. Look at this girl. Con thấy bạn nữ này chưa? Yes. Yes, okay. Bạn nữ hỏi what was she wearing? What she wearing? Con có thể đọc lại câu hỏi cho các bạn nghe được không? Nào. What she wearing? Yes. What she wearing? Nếu mà đọc chậm hơn thì mình phải đọc cả do âm gió này nữa đúng không? Nhưng mà đây là cô đọc hơi nhanh nhở. Nếu mà con đọc chậm một chút nào. What she wearing? Yeah, what she wearing? Mình hạ giọng một chút ở dưới nhở. What she wearing? Yes, of course. Now, so. Oh, so the man here answer, the boy answer. She wearing a red t-shirt. Okay. She wearing, are you sure? How about that sound? Mình lại bỏ lỡ mất cái âm này rồi. Nào con đọc lại câu nào. She wearing a red t-shirt. Okay, I will guide you and everybody here. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn trả lời nhá. Các bạn biết sao không? Tại vì là thường thường mình sử dụng tiếng Anh là mình hay đọc đúng không? Mình hay đọc nhá, mình rất hay đọc vẹt. Đây cô sẽ hướng dẫn nào, mình sẽ rất hay đọc vẹt mà mình không biết là mình trả lời nào cho hay. Không biết là mình nhấn nhá chỗ nào cho đúng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giống như tiếng Việt. Hỏi gì thì trả lời nhấn mạnh vào cái đấy. Right. Trong câu hỏi này thì người ta hỏi là cô ấy mặc cái gì, đúng không? Cái gì? À, đúng chứ? Mình muốn hỏi về cái mà cô ấy mặc đúng không? Thì cái vấn đề chính là mình phải trả lời cái thứ mà cô ấy mặc, là cái này là nhấn mạnh này. Đấy, đúng không con? Đúng không cả lớp? Rồi. Thì mình sẽ nói là she's wearing a red shirt hoặc là a red t-shirt. À, thì tự khắc là khi mà các bạn trả lời hay là các bạn nói tiếng Anh sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều, đúng không? Ok. Đâu rồi Ngọc Hân của cô nào? So can you read up to me? Bây giờ con đọc theo cô nhá. Con và cô cùng luyện tập cùng với các bạn nhá. Yes. Yes, okay. Which one do you want to choose? Con muốn làm bạn này hay bạn này? It's boys. You want to be a boy? Okay. So me first. Was she wearing? She's wearing a red t-shirt. Okay. So we will come back. We will. Bây giờ mình sẽ thử back lại một chút nha. Okay. We have three people here. Okay. I will ask you and you will answer my questions. Okay, Hân. Bây giờ cô sẽ hỏi theo đúng cấu trúc và con sẽ trả lời nhá. Với ba bạn được chưa? Are you ready? Con có sẵn sàng không? Yes. Yes, okay. The first girl, what is she wearing? Con thấy phần nào nổi bật nhất nào? What is she wearing? She wearing a purple t-shirt. Okay, she's, nhớ nha, nhớ âm gió nhớ cô nha, she. Hoặc là nếu mà con sợ không phát âm được âm gió thì con có thể là she is, đúng không? Nhớ nha, she is wearing, wearing gì con gái nhỉ? Con gái cô? Wearing t-shirt, a t-shirt. A gì t-shirt? A purple t-shirt. Exactly, good girl. She is wearing a purple t-shirt. Okay, so look at the boy now, the picture 2. What is he wearing? He is wearing yellow t-shirt. Okay, can you guess that about his shoes? Okay, what is he wearing here? He is wearing a white shoe. Ah, no, that's how we use the two shoes. Mình có hai mà thì sao có vừa bảo xong này. Bảo lại cho cô nào. He is wearing two white shoes. À, ok. Thế mình có cần ghi số 2 không? Không, đúng không? Rồi. Mình bỏ số 2 nhá. He is wearing what? Wearing. Cô viết tạm lên bạn này một tí nhá. Wearing white. Now, can you spell the word white for me? Con có thể đánh vần chữ white cho cô được không? Ngọc Hân. Well, where's Ngọc Hân now? W. Yeah, W. W. Tiếp tục nào. Go on. I. Okay, I will guess that H, not I. I. Now. I. And. Thế cô trợ giúp nhá. T. Và từ cuối cùng là. Okay. H. E. H. H. No, we call this E, white. Nhớ nha. E. Okay, white gì nhỉ? Thế đánh vần cho cô nào. Spell the word shoes for me, please. S. S. Okay, correct. And what is next? Chữ gì tiếp theo nhỉ? H. H, of course. H. Oh. Oh my God. Good girl. Next. E. E, and the last letter is nào, nhớ từ cuối là gì không? Số nhiều. Shoes. Okay. He is wearing white shoe. Don't worry, được chưa nhỉ? Thực ra thì hơi nâng cao thôi. Ở tuổi của chúng mình lớp 1, lớp 2 thì chưa cần thiết phải nhớ từ đâu. Mình học nghe, học nói trước. Nhưng kìa, cô chỉ hơi nâng cao một chút thôi. Được không nhỉ? So, now the last picture here. Look at this. What is she wearing? She is wearing a pink t-shirt. And what is here? And red hat. How many hats we have here? Có bao nhiêu cái mũ nhỉ? One. Okay, so we use the word a red hat, right? Okay. Full sentence. She is wearing a pink t-shirt and a red hat, right? Okay, thank you. Bạn học rất là tốt, rất hiểu bài nha. Cô thank you Ngọc Hân và Tuyên Dương nha. Nếu có sticker thì cô sẽ dán cho Ngọc Hân hai cái sticker vào tay. Này, hay là cả lớp mình thế này nhỉ? Thế là mình cũng điểm danh, thế là mình nộp bài tập xong mình tích sticker nhỉ? Thế cô mở một cái gọi là lớp học, cô sẽ mở một cái đánh dấu các bạn ấy. Bạn nào nộp bài tập mà ok thì cô sẽ tích sticker dần, đúng không? Bạn nào mà làm bài tập tốt này, hay là làm bài tập đầy đủ, hay là các bạn làm bài tập mà sáng tạo này, cô cũng sẽ dán sticker vào, đúng không? Bạn nào tích được nhiều sticker nhất trong tuần thì mình sẽ được tuyên dương. Và có muốn quà không nhỉ? Hay là mình tính theo tháng nhỉ, cho quà to nhỉ? Ừ, chắc nên thế ha. Ừ, thế thì chút nữa cuối giờ mình tính cái đấy nhá. Rồi. Ok, cuối giờ mình tính là làm sao mà để lớp mình tích được sticker, xong rồi cả lớp mình cùng thi đua, xong rồi mình nhận quà của cô Ngọc nhá, được không? Chà, các bạn là hết pantado rồi, super kid rồi, quà to đùng rồi, xong bây giờ mình vừa học mình lại vừa tích quà được, thích ghê đây. So, hôm nay học mỗi cái câu là what is she wearing? What is he wearing? What are you wearing? What are you wearing? Bạn đang mặc gì, đúng không? Nó chỉ hơi khác một chút là thay vì she với he thì mình đi với chữ này là is, còn bây giờ thì có chữ you thì mình lại phải thay là are thôi. Còn như vừa nãy là mình thấy là he, she, đúng không? Cái này lưu ý cho cô một chút, is she này. Hoặc là để cô viết lên đây, cô viết lại nhá, cô viết lại cho đỡ bẩn nhá. Ok. Đúng không? Bây giờ có cái câu này. What are you wearing? Mình đang nói chuyện với một bạn nào đấy. Bạn đang mặc gì vậy? Đúng chứ? Thì mình sẽ có cấu trúc để nói. Rất đơn giản thôi. Cấu trúc nói rất đơn giản thôi. Mình tò mò mà. Mình tò mò, nhiều bạn cũng bảo là cô Ngọc đang mặc gì? Cô đang mặc áo màu gì này? Cô đang mặc áo gì vậy? Bởi vì là con nhìn ở trên này con chỉ nhìn thấy là nó là màu vàng thôi. Con không biết là cô đang mặc t-shirt hay là mặc shirt, đúng không? Hay là mặc blouse chẳng hạn đấy. Cô có đang đeo giày không? Thì các con phải hỏi là what are you wearing? Đúng chứ? Ok, cô đang mặc gì vậy? What are you wearing? Bạn đang mặc gì vậy? What is he wearing? Anh ấy đang mặc gì vậy? What is she wearing? Cô ấy đang mặc gì vậy? Ok, so let's start with the story today. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 picture here to show you about the story. What the characters here wearing, and about the title here, my favorite hat. All the story will show you so many kinds of hats. For example, here we have this hat, this hat, this hat, this hat. So look at the screen now and listen to the radio and guess, okay? Trong câu chuyện này đang nói về những chiếc mũ yêu thích của tôi, và có những chiếc mũ rất là kỳ lạ. Và mình sẽ nghe đài để xem là những chiếc mũ này như thế nào mà lại kỳ lạ vậy nhá. Okay. So, let's start it. Pages 44 and 45. Activity 5. Listen to the story, My Favorite Hat. What are you wearing? I'm wearing a green hat. It's my favorite hat. What's she wearing? She's wearing an orange hat. It's her favorite hat. What's she wearing? She's wearing a purple hat. It's her favorite hat. What are you wearing, Tommy? I'm wearing a funny hat. It's my favorite hat. Yeah, okay. Yeah, we finished the story now. The short story about hat. Bây giờ các bạn nào, đây cô sẽ mở chat nha. Ok, bây giờ cô sẽ mở chat nào. How many hats here? Okay, look at the picture here. So, can you show me how many hats here? Có bao nhiêu cái mũ? How many hats here? How many hats here? 3. Phương Nhi say to me that we just have 3 hats. Uyên Ngọc nói với cô là 4. Hoàng Thùy Anh 1. Hiền Thục 3, 4. 1. Oh my god, look at this. What are you wearing? 4. Okay. Rất nhiều bạn nói vào 4 và 3 nào. Thế bây giờ để rõ hơn thì cô lại phải tắt ra một chút nha. Mình bắt đầu nghe lại một lần nữa xem là có bao nhiêu cái mũ ở đây nhá. Ok. Ok. Các bạn 5. Cô ơi, favorite đọc sao? Yes, ok. A, U, D, yes, ok. Thế giải thích một chút trong câu chuyện nhá. Giải thích một chút trong câu chuyện để cho các bạn hiểu bài hơn nhá. Ok, cô tạm tắt chat một tí thôi, xong tí nữa cô mở lại cho các con comment đáp án nhé. Ok, look at this. We have what are you wearing? What are you wearing? Bạn đang mang gì vậy? Hoặc là bạn đang mặc gì vậy? Được chưa? What she wearing? What he wearing? Ok. Và có bạn đang hỏi cô là cái từ favorite. Favorite. Ok, we have the word here. We have the word here, my favorite hat. Favorite, yêu thích. Ok, con rất thích nó, con rất là muốn nó, con cực kỳ là thích dùng nó đúng không? My favorite hat, chiếc mũ yêu thích của tôi, dịch từ dưới lên, chiếc mũ này yêu thích của tôi. Uh-huh. My favorite hat. Okay. What are you wearing? I am wearing a green hat. It's my favorite hat. Bạn nhỏ nhắn đang ngồi chơi lâu đài cát hỏi cái chị mà mặc áo xanh là chị đang mặc gì thế? Thì chị áo xanh trả lời chị đang mang một cái mũ màu xanh. Đây là cái mũ yêu thích của chị. Thế bây giờ bạn ấy lại hỏi tiếp cái chị áo cam là thế còn hỏi tiếp chị áo xanh về chị áo cam là thế còn chị kia mặc cái gì thế? Thì chị áo xanh trả lời là chị này đang đội một chiếc mũ màu gì nhỉ? Màu cam. Đây là cái mũ yêu thích của chị ấy. Thế bây giờ Bạn ấy lại hỏi chị áo xanh là ô, thế chị kia đang đội cái gì thế? Đó, đây là chị tóc vàng này, chị mới này. Thế là chị này lại trả lời là chị kia đang đội một cái mũ màu tím này. Đây là cái mũ yêu thích của chị ấy. Đúng không? Và cả ba người nhìn Tommy với một ánh mắt kinh ngạc. Ôi Tommy, em đang đội gì thế? Thế Tommy trả lời rất là hồn nhiên. Em đang đội một chiếc mũ rất là funny nào. Funny rất là vui đúng không? Rất là vui nhộn luôn, nhìn rất là buồn cười đúng không? Trời ơi, cô nhìn cái ảnh của cô cũng buồn cười giật mình luôn ấy. It's my favorite hat. Bạn Tommy rất thích đội cái này lên nào. Bây giờ cô sẽ thử đoán. Thử tra xem là bạn Tommy đang đội gì đây. What is he wearing? Is this a true hat? Đây có phải thực sự là cái mũ không? Yeah, do you think that is a hat? Do you think that is a hat, Tommy? About Tommy here, cô mở chat rồi này, nhìn này, look at this picture. Bạn Tommy có một cái mũ rất là lạ. Vậy các bạn có biết đây là cái mũ gì không? Đây là cái xô. Cái xô. Okay, great. Yeah, it's not a hat, but đúng không? Nhưng mà đối với Tommy đây là chiếc mũ, bởi vì mũ cái mà để đội vào đầu á, trời ơi, đội vào đầu xong rồi để che mưa che nắng thì cũng gọi là mũ đúng không? So it's funny, ok. Cái xôi buồn cười chết đường luôn, đọc chuyện buồn cười thật. Đó, thì bây giờ nhá, lại phải tạm tắt đi rồi. Bây giờ mình chuẩn bị nào. Cô sẽ mời một bạn. Ok, can you raise your hands to practice with me? Ok. À, mũ vui. Sẽ dịch của mũ vui. Funny. Yeah, lạ, đúng rồi, lạ. Hoặc là một cái mũ rất là buồn cười, trông rất là vui nhộn. Đó. Con cô ơi. Bạn ơi, bạn Tommy đội xô. Đúng rồi, bạn Tommy đội xô đấy. Trời ơi, cô vẫn buồn cười quá. Đâu rồi, con? Đâu rồi? Raise hand bằng icon nào. Icon nào, icon nào. Raise hand by icon. Tạm tắt chat nha. Tạm tắt chat để cô đỡ bị lag máy con nha. Icon, raise your icon, raise your hands. Can you show me your hands, please? Okay, we see that... Một bạn nam đi, một bạn nam đi nào, một bạn nam nào. Ok, bạn nào thả tim đây ta, bạn nào thả tim đây đáng yêu thế. Đâu, bạn Khang đấy, một bạn nam cái đúng thả tim luôn. Ok, gọi bạn Khang nào. Ask to unmute. Khang, can you turn on your mic please? Con nói đi. Hello Khang. What are you wearing? Yeah. Wearing. Yes, of course. I'm wearing a green hat. It's my favorite hat. What's she wearing? She's wearing an orange hat. It's her favorite hat. What's she wearing? Oh, she's wearing a purple hat. It's her favorite hat. And what are you wearing, Tommy? Tommy, Tommy của cô đâu mất rồi? Oh, Khang đâu? Khang lại bị tắt mic rồi. Very Tommy. Yeah, okay, Tommy, Tommy. What are you wearing, Tommy? Tommy nói đi con. I'm wearing a funny hat. My favorite. Is favorite hat. Ok, cô sẽ luyện cho Khang và các bạn nói từ này nhá. Yêu thích, ok. Favorite. Ok, read after me. Favorite. Yeah, favorite. Favorite. Ok, đọc chậm một chút nào. Favorite. Favorite. Yeah, favorite. Favorite. Ok, favorite. Ok, lại một lần nữa cho cô nghe nào, cô nghe rõ là cô chưa nghe rõ Khang ơi. Favorite hat. Yeah, bây giờ con đọc nhanh hơn một chút nào. Favorite. Favorite. Ơi, mạng lát rồi, đi đâu mất rồi con trai ơi. Khang đâu, Khang đâu. Dạ cô. Dạ cô. Ừ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Sau con đã đọc lại cho các bạn là các bạn cũng đang học mà. Các bạn đang nhìn bạn Khang để có thể là học theo đấy, để phát âm theo đấy, cho nên là mình cố gắng làm tốt nhất để cho các bạn cùng đọc đúng nhá. Rivalry. Rivalry. Yeah, có âm gió nhá, âm đi. Rivalry. 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 Worries. Yes, of course. Nào, con đọc cả câu nào. Full sentence, please. Cả câu nào. I am wearing a funny hat. My favorite hat. Good boy, ok good. Bây giờ nhá, để có thể rõ hơn thì cô sẽ cho các bạn nghe đoạn chuyện này nhá. Ok. Thank you, rất là tốt rồi cô. Yeah, thank you so much. High five to the screen now. Yeah, bây giờ cô chưa tiện tắt mic thì con tắt mic cho cô nhá. Now look at the screen and we will listen to the story now. Pages 44 and 45. Activity 5. Listen to the story, My Favorite Hat. What are you wearing? I'm wearing a green hat. It's my favorite hat. What's she wearing? She's wearing an orange hat. It's her favorite hat. What's she wearing? She's wearing a purple hat. It's her favorite hat. What are you wearing, Tommy? I'm wearing a funny hat. It's my favorite hat. Oh, buồn cười quá. Buồn cười quá. Ok. Yeah, chắc là sau lần này cô sẽ phải thử làm cho mình một chiếc funny hat, ok? Tại vì nhà của mình cũng sẽ liên quan đến việc làm mũ á. So, mình đây nhá, mình chuẩn bị mở chat và làm bài tập này. Rồi các bạn nào sẵn sàng tay chân chưa? Ok, raise your hands. Nào, so nào, bỏ tay ở vươn vai, vươn gối đây nào. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị bật tay vào cái bàn chat đây. Yeah, okay, look at the screen now. Okay, we have 1, 2, 3, and 4. We have 4 people here with 4 hats now. So your mission here to match the right hat to the right person. Are you ready? Yes or no? Are you ready? So the first, yes. You can comment yes for me to let me know that you are ready for the exercise. Yes, okay. Look at this. Look at the fourth picture. Nào mình sẽ đi từ the fourth picture đi. Okay, look at the fourth picture. The girl in black hair here. Look at the fourth picture. Khó một chút nha. Look at the fourth picture. In black hair here. What is she wearing? Can you? What is she wearing? 4D, okay. We will match D. She is wearing an orange hat. Okay, next. In the picture 3, the girl in blonde hair. So what is she wearing? Can you guess? Somebody said to me that she is wearing a purple. Yeah, a purple hat. And the second picture, what is she wearing? Okay, can you comment for me? Can you comment for me quickly? Oh. 2, about the picture 2. 2, Giang đã có đáp án rồi. Mi Thảo đã có đáp án. Yeah, rất nhiều bạn đã có đáp án. Thiên Kim này. Nhắc mạnh luôn, Thiên Kim nhắc mạnh. Okay. The picture 2. A. And the last one, the boy here. Nào các bạn đọc to nào. He is wearing a funny hat. Okay. Good job. Nhớ bài lắm, nhớ bài đó. Cô tưởng là cô đọc chuyện có một tí thôi, các bạn không nhớ được thế mà nhớ được hết. Tài thật đấy. Tài thế. Các bạn nào đúng hết không? Mở chuyện có 2 lần mà đã nhớ hết thông tin rồi. Đúng là short term memory, các bạn rất là tốt. Ok. Yeah. Nào, cô xóa cái này đi nha, cho sạch vở nha. Ok. Okay, look at the conversation, the dialogue here. Mình sẽ luyện phát âm, con làm đúng hết rồi ạ. Thế thì tốt quá luôn, trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tạm tắt chat một chút nha. Mình sẽ tạm tắt chat một chút nha. Ok, ok. Mình sẽ tạm tắt chat một chút thôi để cô xem nào. Đây, một bạn sẽ luyện tập với cô, một bạn sẽ luyện tập với cô để có thể là luyện tập cái bài này để mình luyện phát âm ý. Nào, can you raise your hands? Can you raise your hands? Hôm nay đã bảo rồi phải có cốc nước bên mình, không bị nói chuyện, bị nói nhiều ấy, phải nói nhiều lắm ý. Raise your hands. Now, can you raise your hand by icon to let me know that you are ready for the dialogue here? Oh my God, look at this. Nào, Nguyễn Giang Ngân nào, Nguyễn Giang Ngân nào. Okay, Giang Ngân. Can you turn on the mic, please? Ok, thế thì cô sẽ phải một bạn khác nào. Bạn Khánh Vân nào. Tại vì là nếu mà các bạn không mở mic luôn là cô sẽ bị trôi mất đấy. Thiên Kim. Hello. Hello. Yes, what's your name? What's your name, girl? Yes, what's your name? What's your name? My name is Giang Ngân. My name is Giang Ngân. My name is Giang Ngân. Are you Giang Ngân, right? Okay. Giang Ngân, we have the short dialogue here. Hôm nay mình sẽ có một bài hội thoại ngắn nha. Cô trò mình sẽ nghe trước. Oh my God. Cô trò mình sẽ nghe trước rồi mình sẽ luyện tập để phát âm trong bài hội thoại đấy nha. Được chưa? Cả lớp cùng nghe nào. Page 46. Activity 8. Listen and say. What's your brother wearing? He's wearing a red shirt. Okay. Look at the picture. Can you hear? Con có thể nghe được không? Yeah. Okay. Now look at the picture first. Mình sẽ nhìn trước là how many people here, Ngân? Four. How many people? Four. Four? Four. Okay. How many? How many? How many? Bao nhiêu người? Lại cần how many này thì chết rồi. Four people. Đếm nhá. Dạ. Yeah. Oh. One. Two. Three. Okay, how many people here? We have three people. Okay, Giang Ngân mấy tuổi rồi? Giang Ngân 11 tuổi. À, thế con lớp mấy nhỉ? Con lớp mấy rồi? Con học lớp 1. À, con mới học lớp 1 là mình mới học tiếng Anh đúng không? Đúng rồi. Con mới học tiếng Anh rồi, Thế thì chắc là do học lớp của cô Ngọc mới sớm đúng không? Mới vào lớp cô Ngọc học thôi đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thế thì lại chắc là hơi chưa quen cách học rồi đúng không? Thế thì để rõ cách học hơn thì hôm sau mình nghe mình xem lại các video từ buổi 1 cho đến bây giờ là buổi mười mấy rồi nhỉ? 17 à? Dạ. Ok. Thế bây giờ cô thank you nha. Bây giờ cô vừa hỏi là có bao nhiêu bạn ở đây này, thì mình sẽ đếm nào. Có 1, 2 and 3 people here. Ok. Đó. Và xoay quanh cái câu chuyện, cái cuộc hội thoại này nói về cái bạn áo đỏ. Đấy, và tả cái áo của bạn ấy, được chưa? Thế bây giờ Gia Hân sẽ ngồi và cùng cô nha, tìm một bạn nữa này để mình cùng phân tích bức tranh này cũng như là đoạn hội thoại này nhá. Ok. Thiên Kim nào. Thiên Kim nào, cô sẽ mời bạn Thiên Kim nào. Bạn Thiên Kim là học sinh hôm trước thì cô Hoa đăng bài. Thiên Kim đâu? Hello Thiên Kim. Hello teacher. Good evening. So Thiên Kim, are you ready for the dialogue here? À, bạn nào ready nhỉ? Chào các em. À, có tiếng ồn này, có ai đấy? Của em cháu. À, thích có đọc được không nhỉ? Thế này cô lại em cháu xin... thế là phải là mời bạn khác đúng không? Tại vì thấy ồn đó, thì bây giờ cô xem là bạn nào ready, Ok, đó học thì mình hơi khó đúng không? Bạn nào nhỉ? Ô, các bạn giơ tay đông thế. Bây giờ cô mở chat lên để lọc dễ hơn nhá, là mở chat là bạn nào đây? Who can? Đây mình có đoạn hội thoại đây, mình dịch trong đoạn hội thoại này là xong này. Hôm nay học mỗi cái là what is he do wearing? Đô trà mẹ ơi. Đấy, tuyệt vời. Nào bây giờ mình sẽ đâu, nhanh quá các con ơi. Comment nhanh quá. Ô, Hoàng Thúy Anh. À, trời ơi không được quê. Đâu từ đã. Từ quá nhanh quá các con ạ. Các bạn đấy, các bạn tinh thần học quá tốt. Để mở chat ra là các bạn xung phong nhiệt tình. Nào. Đâu rồi? Strawberry Hiền đâu? Ăn đây ạ. Ok, Strawberry Hiền. Ah, look at this picture here. What do you want to be? Olivia or Mario? She is Olivia and he is Mario. So, which one do you choose? Con sẽ muốn thành bạn. Hả? What's your brother wearing? Wearing nào, mình đọc hơi lạ. Bài này hơi mới. What's your brother wearing? What là cái gì đúng không? What là cái gì đúng không? Em của bạn thì đang mặc cái gì đó đúng không? What's your brother wearing? Con đọc to nào cho các bạn nghe nào. What's your brother wearing. Ok, good. Em trai của bạn đang mặc cái gì thế? Wow. He's wearing a red shirt. Nào. He's wearing a red shirt. Red shirt. Nào, trong câu bình thường mà mình hạ tông xuống. He's wearing a red shirt. He's wearing a red shirt. Red shirt. Hạ âm xuống. Red shirt. Red shirt. Red shirt. Chính xác, phải có âm gió nha. Làm tốt lắm, bạn vừa phát âm có âm gió T ở đây rồi. He's wearing a red shirt. Mình nhấn mạnh là cái cụ mà a red shirt đúng không? He's wearing a red shirt. Thế tiếp tục nào. His shirt is big. His shirt is big. Yeah, of course. What does it mean? What does it mean? Con dịch cái câu này không? Không dịch được ạ. À, cái áo của anh của em ấy thì to, big. Hôm trước vừa học. Đấy, chứ rồi tác hại của việc cô Ngọc không ra bài tập rồi, cô xin lỗi cả lớp nha. Từ mai là chúng mình sẽ có những chiếc bài tập sinh nhá, được chưa? Để luyện tập nhá, đây là lỗi của cô Ngọc rồi. His shirt is big. Cái áo này big. Yeah, be big. Next. Big. Okay. Hey, that's not his. That's not his shirt. He was not his shirt. Oh. That's my shirt. My shirt. Đây, hey, that's not his shirt. That's my shirt. Đúng không? Câu này à? Cứ từ từ đã. Cái này không phải áo của em đấy đâu. Đây là áo của tớ mà, đúng không? Đấy. Ồ, đấy gọi là trong câu chuyện này là cái bạn nhỏ tóc vàng này, bạn ấy đang mặc áo của anh đúng không? Ok. Nào bây giờ cô sẽ cùng đọc cùng cho các con nghe một đoạn nhá. Page 46. Activity 8. Listen and say. What's your brother wearing? He's wearing a red shirt. His shirt is big. Hey, that's not his shirt. That's my shirt. Okay, look at this. Look at this. We have, what's your brother wearing? What's your brother wearing? Em trai của bạn đang mặc gì thế? His, đúng không? Từ his này thay thế cho từ brother, ok. Em ấy, em trai ấy đang mặc is wearing a red shirt. Đang mặc một chiếc áo. Áo gì đây? Áo dài tay màu đỏ. Tiếp tục. Cái áo dài tay của em ấy thì rất là rộng. Ok. His shirt is big. His shirt is big. Và anh trai nhận ra là, cái bạn nam này nhận ra là, hey, that's not his shirt. Này, không phải đây là áo của em đấy đâu. That's my shirt. Đây là áo của tớ mà. Yeah, that's all. Just... Đấy, đoạn hội thoại chỉ vậy thôi. Đoạn hội thoại chỉ vậy thôi các con ạ. Đó, thì bài hội thoại này thì mình sẽ để nha, để làm bài tập nha. Ok. Ôi, bây giờ cô mới mở chat nè. Bây giờ cô mới mở chat nè. Lớp mình đông quá. Thế thì nhá, thế thì biết làm sao không? Cô có thể nhắn tin cho từng bạn một nhá, bằng cách là các bạn làm bài tập về nhà của cô và cô sẽ nhận xét. Thế là chắc chắn là cô sẽ nhắn tin với từng bạn một luôn. Hiểu không? Đó, thì sau bài hôm nay thì mình sẽ có bài tập về nhà nhá. Cả game này, cả hội thoại. Và mình sẽ tiếp tục hình thức là quay video, làm bài trên giấy hoặc là làm bài ở trên tranh mà cô đã chuẩn bị. Và các bạn nộp bài trên nhóm Giỏi Tiếng Anh cùng con để cô có thể kiểm tra từng bài một nhé. Ok. So, bây giờ thì cũng đã muộn rồi, được chưa nhỉ? Mình đã muộn rồi, hôm nay mình đã học được một cấu trúc mới là wearing. What are you wearing? What is she wearing? What is he wearing? Ok. Và chúng mình đã hỏi là anh ấy mặc gì, bạn cô ấy mặc gì, bạn mặc gì, đúng không? Rồi thì bài tập hôm nay chỉ xoay quanh đến vấn đề đấy thôi. Thì các bạn chờ cô đăng bài tập ở trên nhóm Zalo vào ngày mai. Mình sẽ xem lại tất cả các video về bài học và cả bài ngày hôm nay nữa nha. Còn bây giờ thì cũng phải đến giờ các bạn đi ngủ rồi. Trước khi đi ngủ thì mình sẽ như nào nhỉ? Hôm trước cô nhắc rồi, đúng không? Brush your teeth, wash your face and go to bed. So have a good night. Bye bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Teacher. Bye teacher. Ôi mình nghe. Bye. Goodbye teacher. Bye. Ngủ ngon nha, nhớ rửa mặt đánh răng nha. Không bạn nào được quên đánh răng đâu, không xuống răng đâu. Bye, teacher goodbye. Cô lại có cái màu xanh rồi có. Rất là nhớ nha. Bye, teacher. Bye. Bye bye. Bye bye. See you soon. Bye bye.